Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách kiểm tra dung lượng máy tính Để kiểm tra ổ cứng của máy tính có dung lượng là bao nhiêu Thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn hai cách Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đầu tiên Cách đầu tiên á Các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột vào biểu tượng chip Thì các bạn lưu ý nha Nếu như các bạn chúng ta sử dụng Win 7 á Thì biểu tượng chip nó sẽ có tên là My Computer Còn đối với Win 8 trở lên thì nó sẽ có tên là ZPC Nhớ nha từ Win 8, Win 10 và Win 11 nó sẽ có tên là ZVC. Rồi để kiểm tra dung lượng của ổ cứng á thì tôi sẽ bấm phải chuột vào biểu tượng ZVC. Sau đó ở đây tôi sẽ chọn vào Manager. Rồi tiếp theo ở đây tôi sẽ chọn vào dòng là Dit Manager mình. Đó bây giờ tôi sẽ chọn vào. Rồi sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ quan sát tại cái vùng này nha. Thì máy tính của tôi á nó có hai ổ cứng. Ổ cứng đầu tiên có tên là Dit 0 và ổ cứng thứ hai có tên là đít 1 trong đó ổ cứng đầu tiên nó có dung lượng là 119.23 GB và ổ cứng thứ hai là có dung lượng là 465.76 GB còn nếu như các bạn chúng ta chỉ có một ổ cứng mà thôi thì ở đây nó sẽ hiển thị là đít không nha đó các bạn nhìn vào đây để chúng ta biết là máy tính của chúng ta nó có bao nhiêu ổ cứng cũng như là dung lượng bao nhiêu đó máy tính của tôi có hai ổ cứng này nhìn vào đây tôi biết lần lượt là các ổ cứng nó có dung lượng là bao nhiêu đây là cách đầu tiên tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai cách thứ hai á các bạn chúng ta sẽ bấm đúp chuột vào WPS này để chúng ta mở WPS lên thì các bạn quan sát ở đây này thì chúng ta sẽ biết máy tính của chúng ta có bao nhiêu ổ đĩa ở đây máy tính của tôi có bốn ổ đĩa rồi đối với cách thứ hai này á chúng ta không thể nào mà xem từng ổ cứng được bởi vì máy tính của tôi Nó có hai ổ cứng Mà ở đây có bốn ổ đĩa Tôi không biết là Ổ đĩa nào Nó thuộc ổ cứng nào Đó, đối với cách thứ hai này Còn nếu như máy tính của bạn Nó có một ổ cứng mà thôi Thì các bạn chúng ta sẽ cộng Tất cả các dung lượng của các ổ đĩa Thì nó sẽ ra dung lượng của ổ cứng nha Rồi, ví dụ như ở đây Ổ đĩa của tôi là ổ đĩa D này nó có tổng dung lượng là 113GB Và đang chống là 12.3 GB này. Để kiểm tra chi tiết này, các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột vào nó. Chọn vào property này. Đó, tổng dung lượng là 113 GB. Đang sử dụng là 101 GB và đang chống dữ liệu là 12.3 GB. Đó. Thì đối với cách thứ hai này, nó chỉ phù hợp đối với máy tính chỉ có một ổ cứng mà thôi nha. Còn đối với máy tính có hai ổ cứng trở lên thì cách thứ hai rất là khó phân biệt. Đó, nếu như các bạn chúng ta muốn là biết là ổ cứng của chúng ta có dung lượng là bao nhiêu thì các bạn chúng ta sẽ sử dụng cách đầu tiên nha rồi có một thắc mắc nữa ở đây á khi các bạn chúng ta mua ổ cứng á nó là 500 g mà tại sao ở đây nó chỉ hiển thị là 465 thì nó không sai đâu nha các bạn nha bởi vì nhà sản xuất là ổ cứng và nhà sản xuất là Windows á cách tính của nó khác nhau nên dẫn tới cách hiển thị cũng khác nhau nha Rồi bây giờ tôi sẽ thích cho các bạn xem nè Ở đây Nhà sản xuất ổ cứng nè Họ tính là 500G 1 gb là 1000 nè Nhân lên thì đủ là 500G Còn đối với Windows á Họ tính là, một là 1 byte là 1024 Nên khi nhân lên Nó sẽ bị hao hụt Lúc này chỉ còn là 465 Phải 66GB mà thôi Nó có sự hao hụt Chứ không phải sai đâu nha các bạn đó như vậy là trong video rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách kiểm tra dung lượng máy tính nếu thấy video hay hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cỡ thì dõi.